Cô bé Jason thấy cậu bạn da đen đang ăn kem. Cậu lập tức giật lấy kem ném xuống đất, còn lấy chân dẫm lên vai Fast, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Cậu lại chạy đến trước kệ hàng xô đổ toàn bộ kem trên kệ, nhưng cậu chỉ phá hoại kem của một hãng duy nhất. Nhân viên siêu thị đến ngăn cản nhưng cậu vẫn không chịu dừng tay. Sau đó cậu còn cầm gậy vừa đi vừa phá hoại những hộp kem. Đến khu vực quảng cáo hàng, cậu đập hết kem xuống đất, như vậy vẫn chưa đủ, cậu còn đập vỡ tủ lạnh đựng kem, muốn đem hết đống kem trong tủ lạnh vứt ra ngoài. Đúng vào lúc này, nhân viên bảo vệ kịp thời đến nơi bế cậu lên rồi ấn cậu xuống dưới đất. Chỉ thấy Jason nói loại kem này sẽ giết chết tất cả mọi người. Hóa ra tối hôm qua Jason đói vội đến tủ lạnh kiếm đồ ăn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngơ ngác. Kem bị đổ trong tủ lạnh đột nhiên động đậy, cậu vô cùng sợ hãi, vừa quay đầu lại thì thấy bố đến. Cậu nói lúc nãy kem cử động, nhưng khi bố Jason nhìn lại thì hũ kem đang nằm yên trong tủ lạnh, không có chuyện gì xảy ra hết. Ngày hôm sau, mẹ Jason lấy kem ra ăn, cảm thấy loại kem này vô cùng ngon. Cô lấy một thìa kem cho Jason ăn, nào ngờ bị cậu hất đổ. Mà nhà Jason chỉ ăn kem không ăn cơm, trong tủ lạnh toàn là kem. Lúc nói chuyện hay chơi game đều ăn kem, chỉ có Jason là ngoại lệ. Bố bắt Jason ăn hết hũ kem, cậu chỉ đành cầm kem lên lầu ăn. Jason đổ kem vào trong bồn cầu, một giây sau bồn cầu phun nước ra ngoài. Kem ở bên trong không ngừng to ra và bắt đầu cử động. Lẽ nào kem thành tinh rồi sao? Jason vội vàng đậy nắp bồn cầu và xả nước, sau đó phun kem sữa vào trong cốc rồi đứng ăn trước mặt bố. Nhưng chưa ăn được mấy miếng, Jason đã không nuốt nổi nữa, cậu vội vàng chạy ra ngoài. Một cặp vợ chồng đang ngủ đột nhiên có kem chảy từ dưới gối ra. Nó bỗng chùm lên mặt người đàn ông khiến anh không thở được, muốn bóc đống kem ném ra ngoài. Nào ngờ vừa dùng sức, liền rơi xuống giường, anh cố hết sức giãy giụa nhưng vẫn không thể thoát ra. Vợ anh thấy vậy cầm lọ dầu trên bàn đến đổ lên mặt của chồng mình, sau đó quẹt diêm đưa đến gần. Đống kem lập tức bắt lửa và bốc cháy khiến người chồng đau đớn nóng rát. Một lúc sau anh lột được đống kem ra và ném lên nóc nhà, rồi vội vàng bò lên giường. Lúc này chủ nhà đi vào ôm lấy người chồng, anh chồng từng học võ nên vật chủ nhà ra đất. Một giây sau trong chăn phun ra rất nhiều kem, không lâu sau chủ nhà đã bị đống kem nhấn chìm, kem ngày càng nhiều khiến chủ nhà bị đẩy lên tận nóc. Thấy vậy người chồng bèn cầm dầu đổ vào đống kem, sau đó châm lửa rồi vội vàng chạy ra ngoài. Anh chồng chính là David, cảnh sát địa phương, người đang điều tra món kem này. Hôm sau anh đến tìm công ty bán kem để điều tra, phát hiện trong phòng chất đầy kem. Nhưng anh chưa đi được bao lâu, giám đốc liền ngã lăn ra đất. Ông ta muốn gọi điện thoại báo cảnh sát nhưng bị chủ trò cắn đứt dây, còn há miệng nhìn về phía ông ta. David lại đi đến nơi tiếp theo để điều tra, không ngờ chủ cửa hàng tạp hóa bán kem đang nằm dưới đất. Miệng ông phun ra rất nhiều kem, hóa ra kem đã khống chế cơ thể của ông. Do trùng hợp nên David đón Jason đi, hai người đi máy bay đến nơi sản xuất kem. Thấy Jason đang ngủ ngon nên David không đánh thức cậu dậy, nào ngờ trong máy bay cũng có quái vật kem. Trong khoang máy bay đột nhiên có kem chảy ra, cậu bé nhìn lại một lần nữa, đống kem còn tràn ra bên ngoài khiến cậu sợ đến mức vội vàng đi ra phía sau mở cửa, đi ra khỏi máy bay, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Cậu chạy đến một khu mỏ, lúc này xe tải đi đến. Nhân lúc công nhân không chú ý, cậu bò lên cầu thang rồi chui vào trong thùng chứa. Nào ngờ lúc này một công nhân đi đến đóng nắp lại. Lúc này Jason vô cùng sợ hãi. Một bên khác David đến xưởng sản xuất kem. Kem không ngừng nổi bong bóng, nào không cần phải gia công trực tiếp, phun vào trong hũ là có thể đem đi bán. Đến tối nhìn từng chiếc xe tải lớn đi ra khỏi xưởng sản xuất, David lén đi theo sau đến trước một cái hồ lớn. Trong hồ có rất nhiều kem, ở giữa còn mọc lên vài cái đầu nhìn vô cùng đáng sợ. David lắp bom bên cạnh cái hồ, sau đó giả dạng thành công nhân trà trộn vào trong đội ngũ khai thác kem. Lúc này anh bỗng nghe thấy trong thùng xe có tiếng người. Anh áp tai vào thùng xe biết bên trong là Jason, bèn vội vàng lên xe đạp chân ga lái ra ngoài. Đồng thời anh nhấn nút trên điều khiển từ xa, bom phát nổ chôn vùi cả cái hồ, sau đó anh mở nắp kéo Jason ra. David lái xe đến lâu đài nói cho cảnh sát trưởng biết chuyện kem ăn thịt người. Cảnh sát trưởng vô cùng tức giận, dẫn theo đội quân đến công trường. Sau một hồi càn quét, trong người công nhân chảy ra rất nhiều kem. Sau đó đội quân đi vào bên trong, công nhân sợ hãi chạy vào trong xưởng sản xuất. Nhưng khi cảnh sát ập đến, những công nhân đã nằm la liệt dưới đất. Sau đó David thông qua đài phát thanh để cảnh báo mọi người loại kem này có thể khống chế ý thức của con người, nhất định không được ăn nó nữa. Mọi người đem toàn bộ số kem đi tiêu hủy, còn phá hủy cả cửa hàng bán kem, thậm chí còn cho nổ tung cả xưởng sản xuất. Nhưng liệu mối nguy hiểm từ kem đã được diệt trừ tận gốc hay chưa? Xem xong bộ phim này, các bạn còn dám ăn kem nữa không? Nếu vẫn dám ăn thì bình luận số 1, không dám ăn thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!